Xin được chào đón quý vị đang đến với chương trình Cả nhà cùng vui. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 11 giờ 30 trưa của ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Không biết là bạn Kim Thảo dự đoán xem hai gia đình ngày hôm nay ăn ý ra sao? Hai gia đình ngày hôm nay thì Kim Thảo biết đâu được một thông tin nhỏ nhỏ là hai bạn cũng còn rất nhỏ xíu à. Đó, nhưng mà nhiều khi những bạn nhỏ lại vô tình hiểu ba mẹ nha. Tại vì á, những bạn mà nhỏ tuổi á, là hay quan sát những hành động của người lớn lắm. Nhưng mà biết đâu được, nhiều khi con nít nó cũng lật tới lật lui, mình không biết đường đâu mà lần. Tâm lý trẻ nhỏ rất là đa dạng. Bên cạnh đó hai bé ngày hôm nay đều là con một hết. Cưng xỉu luôn nha quý vị. Cưng như thế nào? Chúng ta đến với phần giới thiệu của họ. Xin chào khán giả chương trình Cả nhà cùng vui. Mình tên đầy đủ là Đặng Huyền Tiểu Ngọc. Hiện nay mình đang làm kế toán. Còn đây là ông xã của mình. Mình tên là Phan Cảnh Danh, là mình làm kỹ sư, là bố của bé Phan Ngọc Khiết Anh. Con tên là Phan Ngọc Khiết Anh, con 7 tuổi, con học lớp 1. Con thích vẽ, con thích ăn kẹo và con thích coi tivi. Đến tham gia chương trình ngày hôm nay mà mình muốn gia đình của mình thật gắn kết và vui vẻ bên nhau. Cả gia đình cùng cố gắng nha. Xin chào khán giả của chương trình Cả Nhà Cùng Vui. Con tên là Kitty Thiên Kim và con 7 tuổi. Đây là ba con và đây là mẹ con. Tôi tên là Thanh Phong, năm nay tôi 39 tuổi. Thì hiện nay đang là công tác là quản lý của một cái nhà hàng. Mình tên là Tố Huyên và công việc của mình là kinh doanh. Đến tham gia cái chương trình này thì cả nhà với cái tinh thần là vui là chính và cho bé có thể trải nghiệm thêm nhiều cái điều thú vị. Mình tự tin là mình hiểu con mình là 90%, còn 10% còn lại là do sự ngẫu nhiên của bé, bé có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Gia đình mình cùng cố gắng lên nào. Yeah. Xin chào đón quý vị đang đến với hai không gian ngày hôm nay rất là đặc sắc. Một không gian dành cho các bậc phụ huynh và một không gian còn lại dành cho các bé. Xin được chào đón ba mẹ của bé Khiết Anh, đó là ba Danh và mẹ Ngọc. Dạ, xin chào. Xin được chào đón ba mẹ của bé Thiên Kim, đó chính là ba Phong và mẹ Quyên. Ôi, Khiết Anh, một cái tên nghe nó lạ, nó đẹp, nó ấn tượng lắm hả? Tại sao là ba Danh và mẹ Ngọc đặt tên Khiết Anh cho bé hả? Nên mình muốn con mình phải mạnh mẽ, tự lập. Vậy mong muốn của ba Danh là như thế nào ạ? Thì tham dự chương trình này thì trước tiên là bé xem truyền hình thì cũng muốn như mấy bạn. Thì ba mẹ cũng cố gắng, mặc dù chưa khi nào lên truyền hình hết, cũng cố gắng để cho con có niềm vui. Hay quá, lần đầu tiên ba mẹ cũng trải nghiệm cảm giác rất đặc biệt này đúng không ạ? Nên cố gắng bình tĩnh và tự tin. Thôi mình bắt tay nhau một cái đó, để mình bình tĩnh hơn nha. Dạ, cảm ơn ba mẹ. Còn bên đây nè, trời ơi, Thiên Kim là nghe là biết tiểu thư rồi đúng không ba mẹ? Trước đây mẹ có coi một bộ phim á, về Thiên Kim tiểu thư á. Dạ. Và cái nhân vật đó rất là xinh đẹp. Dạ. Yếu điệu lắm, nữ tính lắm. Thì mẹ cũng mong muốn là con mình á, là sẽ như vậy á. Cảm ơn bà Phong, cảm ơn mẹ Quyên. Và xin được chào đón hai thiên thần ngày hôm nay. Chào hai bé. Dạ, chào chú. Bên đây là Khiết Anh nha, còn bên đây là Thiên Kim. Trong khi mà nghe ba mẹ chia sẻ về cái tên của mình á, thì Khiết Anh bên này ngó nó qua bên Thiên Kim. Tôi biết rồi nha, tôi biết bạn điệu ở nhà. Rồi, vậy chứ còn Khiết Anh ở nhà có điệu không? Con cũng thích điệu nhưng mà con thích chơi mấy cái thứ của con trai. Con thích chơi mấy cái đồ của con trai hả? Vậy là con thích phiêu lưu và mạo hiểm đúng không? Con không có sợ gì hết đúng không nè? Nhưng con chỉ sợ con gián thôi chứ con không sợ ma. Con chỉ sợ con gián thôi hả? Rồi còn Thiên Kim thì sao nè? Mình cũng hơi điệu nha. Mình cũng hơi điệu hả? Nhưng mà con cũng thích chơi mấy cảm giác mạnh. Vậy là nhìn bề ngoài tuy là mặt đầm công chúa thôi đúng không? Xòe xòe vậy thôi chứ thật ra là cô gái nào cũng là cô gái mạnh mẽ nè. Vậy thì lát nữa mà chúng ta sẽ vô chơi á, lát nữa là cũng sẽ có cảm giác nó rung luôn. Nhưng mà khi mà ba mẹ vượt qua thì mình cảm thấy nó đã gì đâu luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cổ vũ ba mẹ cố lên bằng cách là thật lớn với cô nha. 1, 2, 3. Yeah! Trời ơi, dễ thương và đáng yêu quá. Hy vọng là với sự tự nhiên hồn nhiên này của các bé sẽ giúp cho chúng ta đưa ra những con số dự đoán thật là phù hợp với năng lực của ba và mẹ nha. Vòng 1 bắt đầu được mang tên Người Hùng Của Con. Luật chơi vòng 1 Người Hùng Của Con. Tại vòng 1 sẽ có 3 thử thách với những câu hỏi liệt kê theo các chủ đề khác nhau. Các bé sẽ dựa vào sự quan sát, tiếp xúc hàng ngày với ba mẹ và nghĩ rằng ba hoặc mẹ ai là người am hiểu về chủ đề được đưa ra nhiều nhất để tham gia vào thử thách. Sau đó, bé sẽ đưa ra phán đoán ba hoặc mẹ sẽ trả lời ra được bao nhiêu đáp án cho câu hỏi. Trong vòng 1 phút, ba hoặc mẹ phải trả lời đúng với con số dự đoán mà bé đưa ra sẽ nhận được 10 điểm.
Nếu không đạt được đúng số dự đoán của bé thì số điểm đó sẽ thuộc về gia đình còn lại. Bây giờ sẽ là chủ đề đầu tiên, chủ đề động vật. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề động vật. Vậy thì là mình sẽ chọn là ba hoặc là mẹ trả lời cái câu hỏi động vật này ha. Chắc là cô mời Khiết Anh trước, là con chọn ba hay là chọn mẹ tham gia cái vòng đầu tiên này? Con muốn chọn ba, vì anh coi rất là nhiều động vật trong phim. Rồi còn Thiên Kim thì sao nè, con chọn ba hay là mẹ nè? Con sẽ chọn ba. Tại sao con lại chọn ba? Tại vì ba hay coi mấy con động vật. Bây giờ chúc lại là Khiết Anh và Thiên Kim chọn ba. Như vậy là ba Danh và ba Phong hãy sẵn sàng ở vị trí của mình. Chưa biết ai sẽ trả lời, quan trọng là số lượt đáp án mà các bé dự đoán được. Và hy vọng chúng ta vượt qua được con số đó. Ngay sau đây sẽ là câu hỏi. Xin mời đội trưởng và hai ba cùng lắng nghe câu hỏi. Trong vòng 60 giây, ba của các con có thể kể tên được bao nhiêu loài động vật đẻ trứng? Thì bây giờ ba mình sẽ kể được bao nhiêu động vật mà đẻ trứng á. Rồi bây giờ thì con dự đoán là ba con sẽ kể được bao nhiêu động vật đẻ trứng? Dạ, ba con sẽ kể được 5 động vật đẻ trứng. 5 động vật đẻ trứng, một con số bắt đầu là 5. Rồi bây giờ Khiết Anh cho cô là một con số con dự đoán được là ba con sẽ kể được là bao nhiêu tên động vật đẻ trứng. Con tăng lên 6. Thì con có muốn tăng lên không? Dạ. Dạ không. Dạ không hả? Vậy con nhường ha. Rồi vậy thì là nhường cho ba của bé Khiết Anh là trả lời là 6 động vật đẻ trứng hơn được có một số à. Đó. Ba Danh sẽ có 60 giây để mình kể tên ra những loài động vật đẻ trứng. Và hy vọng là chúng ta kể tên hợp lệ. 3, 2, 1, xin mời. À, con cá, con rùa, con vịt, con gà, con chim, khủng long. Chim khủng long đẻ trứng. Tim có chị khủng long, rồi rắn, lưỡi ba, ba ba, dạ, rồi tắc kè, rồi con kỳ nhông, kỳ đà, rồi nữa đi ba, để chứng tỏ con gái mình bài giỏi giỏi lắm, chắc giờ dạy đủ rồi, nữa đi ba, thời gian còn mà chơi vui mà, rất là vui, dạ đúng rồi. Đó. Thông báo với con nghe, cái mục tiêu chúng ta đặt ra là 6, còn ba con trả lời là gấp đôi gấp ba lần, quá trời lần luôn. 10 điểm thuộc về gia đình con. Chúc mừng ba Danh. Rồi, cảm ơn con. Đó, thấy ba Danh giỏi không? Dạ giỏi. Ba Danh vừa rồi là một câu rất là đơn giản, nên các đội trưởng hãy tự tin hôm nào. Bây giờ sẽ là chủ đề thứ hai mang tên ẩm thực. Mình sẽ chọn mẹ. Mình cũng chọn mẹ. Cô chưa hỏi gì luôn á. Cô chưa hỏi gì luôn. Rồi chúc luôn. Bây giờ là với vòng ẩm thực là hai con chúc mẹ. Giỏi quá. Chú thích hai đội trưởng rồi, ghê, nhanh gọn lẹ. Chúng ta đang đến với chủ đề thứ hai thì chắc chắn độ khó sẽ nâng lên một tí. Nên các con, đội trưởng hãy thật cẩn thận và cẩn trọng. Trong vòng 60 giây, ba hoặc mẹ của các con có thể trả lời được bao nhiêu loại hoa có thể chế biến thành thức ăn và ăn được. Bây giờ Thiên Kim đi. Thiên Kim dự đoán là mẹ mình sẽ kể ra được bao nhiêu loại hoa ăn được. Dạ con sẽ cho mẹ trả lời là 5. Con nghĩ là mẹ trả lời được là 5 loại hoa ăn được đúng không? Còn con? Con nghĩ là mẹ sẽ trả lời được 6 loại hoa ăn được. Còn con? Con sẽ nghĩ lại là 7 đi. 7, bắt đầu con số dần cao rồi đó. Bây giờ con? Con giữ nguyên cái hồi nãy là 6. Con giữ nguyên cái hồi nãy là 6. Rất là có lập trường. Còn bạn bên đây là 7 đúng không? Nhưng mà 7 thì bạn đã dành quyền cho ba mẹ trả lời rồi. Con có đồng ý không nè? Không sao. Dạ không sao hả? Vậy thì lại tiếp tục vòng này. Đó là mẹ của Thiên Kim sẽ phải trả lời là 7 loại hoa là phải ăn được nha. Dạ, mẹ của Thiên Kim sẵn sàng nha, mẹ Quyên nha. 7 loại hoa ăn được thì chắc là mẹ nấu ăn nhiều, mẹ sành nè. Và quan trọng là áp lực tâm lý của 60 giây thôi. Mẹ cố gắng nha. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Hoa bí nè, hoa thiên lý, hoa lài, hoa súng, hoa hướng dương, hoa điên điển, hoa dạng thọ. Trời ơi, đại với mẹ. Kệ, chịu nghe cấn cấn. Nghe sượng, nghe dướng cổ họng chết luôn. Hoa bông bí. Đó lên đi mẹ. Nấu canh, hoa chiên, cúc, xào, làm gỏi. Hoa cúc. Hoa cúc nữa hả? Lô nhiều hoa đi, hoa hồng. Hoa điên điển. Dạ rồi, dạ rồi. Hết giờ.
chúng ta chưa vượt qua được hy vọng của bé, nhưng mà mẹ Quyên rất là xuất sắc. Một tràng pháo tay dành cho mẹ Quyên. Bên cạnh đó là một động tác rất đẹp của mẹ Quyên, chuyển thẳng 10 điểm qua cho hàng xóm liền. Chúc mừng ba mẹ. Và bây giờ xin mời hai đội trưởng hãy thật là bình tĩnh. Bây giờ sẵn sàng với chủ đề thứ ba, đó là chủ đề trái cây. Bây giờ với chủ đề trái cây, con nghĩ là nhà mình ai ăn trái cây hay ăn trái cây nhiều nhất nè? Là ba. Là ba. Vậy thì bây giờ thì với chủ đề này thì con sẽ chọn ba hay là mẹ? Là ba đi. À rồi, chọn ba. Còn Khiết Anh, chọn mẹ đúng không? Không. Không chọn mẹ hả? Con chọn ba. Đúng không? À, vậy thì bây giờ xin chốt lại. Gia đình của Khiết Anh, mẹ hãy chuẩn bị tinh thần nha, đứng kế bên ba cổ vũ cho ba. Còn Thiên Kim thì là ngay từ phút ban đầu là đã chọn ba rồi. Hãy sẵn sàng với câu hỏi của chúng tôi liên quan đến chủ đề trái cây. Trong vòng 60 giây, ba của các con có thể kể được bao nhiêu cái tên những loại trái cây có hai chữ? Bây giờ mình sẽ dự đoán là ba của mình á là sẽ kể được bao nhiêu cái tên trái cây mà có hai chữ ha. Rồi cô sẽ ưu tiên cho Khiết Anh. Con nghĩ là ba sẽ trả lời được 5. Còn con? Con nghĩ là ba con sẽ trả lời được là 6 là trái cây. Con cộng 9. Con lên 9 luôn. Trời, bây giờ bắt đầu tự nhiên làm lia lịa luôn. Không cho con hỏi luôn rồi. 9 rồi, bây giờ bao nhiêu nữa nè con? 10 trái cây có 2 từ. Rồi lên 11. Lên 11 nhiều rồi đó nha. Bây giờ con mà lên nữa là hả, nhiều khi không trả lời được đó, mà bị thua nữa đó. Vậy thì Như Nguyên. Vậy hả? Như Nguyên. Như Nguyên thì sao? Tới luôn. Ba Khiết Anh ơi, cố lên nha. Tổng cộng là 11 tên trái cây có 2 chữ. Rồi. Ba Danh cố lên nha. Cố lên cho ba Danh nha. 60 giây dành cho ba Danh. Bắt đầu. Đu đủ, dưa hấu, dưa gan, măng cụt, mận cầu, dừa sim, dưa lưới. Mẹ đừng hết, vì Phạm Quy. Chôm chôm, dưa gan. Bồn bôn. Một cái nữa. Sầu riêng. Yes. Mít tô nữ. Mít tô nữ 3 chữ rồi. Xoài thái. Yeah. Xoài thái. Xoài lắc chắc không được đâu. Xoài cam. Xoài keo. Em mày đứng nhắc là đại Phạm Nguyên nữa rồi. Bị trừ điểm. Đấy giờ mình chưa đủ đâu à. Mình bị Phạm Nguyên với lại mình. Cà na. Thầy cố lên. Hết giờ. Các thú vị, như vậy là ba Danh đã rất cố gắng trải qua 60 giây để kể tên những loại trái cây mà trong tên gọi đó có hai chữ. Với cấu trúc đó thì rất là dễ, bởi vì ở Việt Nam chúng ta phong phú nhiều loại trái cây mà. Nhưng mà 60 giây là áp lực tâm lý. Bên cạnh đó là chúng tôi phát hiện ra là mẹ có thương ba quá, nhắc nhẹ nhẹ, nên chúng tôi bắt buộc phải trừ điểm. Đáng lẽ là ba Danh đã vượt qua được con số 11, nhưng mà phải trừ điểm thôi để giữ công bằng cho gia đình đối phương. Nên kết quả cuối cùng là đúng 11 đáp án luôn. Chúc mừng con, 10 điểm. Như vậy là gia đình con đã có được số điểm tuyệt đối tại vòng 1 là 30 điểm. Nhưng điều đó không có trả lời được câu hỏi là chúng ta có chiến thắng ngày hôm nay đâu. Bởi vì đừng chủ quan, vòng 2 sẽ có những cuộc lội ngược dòng rất là ngoạn mục đã từng xảy ra ở những tập phát sóng trước. Nên hãy thật cẩn thận nha, hai đội trưởng ơi. Yeah. Luật chơi vòng 2, ai là siêu nhân? Chương trình sẽ đưa ra hai thử thách tương ứng với hai trò chơi vận động. Các bé sẽ chọn ba hoặc mẹ để tham gia thử thách và phán đoán thời gian mà ba hoặc mẹ sẽ thực hiện xong đúng với kết quả mà chương trình đề ra. Thực hiện đúng với số thời gian dự đoán của bé sẽ nhận được 20 điểm. Nếu không đạt đúng số thời gian dự đoán của bé thì số điểm đó sẽ thuộc về gia đình còn lại. Sau hai vòng chơi, gia đình có tổng số điểm cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt của chương trình. Gia đình có số điểm thấp hơn sẽ dừng cuộc chơi. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Cả Nhà Cùng Vui. Bây giờ đã là vòng 2 rồi, được mang tên Ai Là Siêu Nhân. Với Ai Là Siêu Nhân, cả ba và mẹ sẽ cùng nhau vượt qua thử thách này với kỳ vọng mà các bé đưa ra. Ở kỳ này, chúng ta đưa ra những lời thách đấu làm sao để thu hẹp cái thời lượng lại nha các con ơi. Chủ đề như sau, đây là những bức ảnh được chia ra rất nhiều mảnh ghép. Nhiệm vụ của ba và mẹ sẽ là ghép hình lại với nhau để làm sao tạo nên một bức ảnh cụ thể như sau. Đây là một bức tranh rất là dễ thương với rất nhiều loại thú. Thời lượng tối đa cho phần thi này là 120 giây. Nhiệm vụ của đội trưởng sẽ đưa ra lời thách đấu làm sao mà tự tin dự đoán rằng ba mẹ mình sẽ có thể ghép hoàn chỉnh bức ảnh này trong thời gian ngắn nhất có thể. Nào, các con dự đoán đi. Chắc là cô ưu tiên Thiên Kim đi. 120 giây thì còn lại bao nhiêu giây nè? Giảm xuống
20. Rồi giảm 20 là 100 giây. Dạ. Rồi con muốn giảm xuống bao nhiêu giây nè để cô trừ phụ con nha. Rồi chị giảm 4 thôi. Con giảm 4 thôi hả? Con giảm 4 có nghĩa là còn 96 giây. Bây giờ đang 96 giây và con muốn tròn còn xuống lại bao nhiêu giây này, hay là giữ nguyên hay là muốn nhường? Dạ con nghĩ là giảm xuống 1 giây. Là còn 95 giây. 95 giây hơi khó đó. Con có muốn giành xuống 1 giây nữa để mình giành nguyên cho ba mẹ mình chơi không? Nhưng mà xuống thêm bao nhiêu giây nữa? 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, 6 giây. 1 giây nữa là còn 94 giây đó. Con muốn trả giá nữa không hay là con nhường? Con trừ 4 thôi. Rồi, trừ 4 là còn 90 giây tròn luôn đó. Rồi con mình nhường cho bạn đó. Mình nhường cho bạn đó. Cho nên là bây giờ ba mẹ của bạn á là phải hoàn thành được 90 giây nha bạn Thiên Kim nha. Rồi, ba mẹ cố lên nha. Rồi ba mẹ cố lên nha. 90 giây cho ba mẹ. Không biết ba mẹ có lời động viên nào hay là động tác yêu thương nào cho nhau để tự tin hơn không ạ? Cố lên nha. Yeah. Nào con gái cổ vũ đi con gái ơi. Cố lên ba mẹ ơi. 3, 2, 1, bắt đầu. Hay quá. Đấy. Đó, bà hiểu ý em ghê á, bà Phòng hiểu ý em á. Rất nhanh luôn á. Nào, chúng ta giữ bình tĩnh, tập trung, nhìn nhận vào những đặc điểm. Điểm nào nằm ở vị trí nào đó, đúng rồi, như vậy là ba mẹ cũng đã chia chiến thuật là một người nửa bên trái, một người nửa bên phải. Nhanh nào, thời gian không có nhiều, chỉ có 90 giây thôi. Nhanh nào. Cố lên ba mẹ ơi. Cố gắng càng nhanh càng tốt hơn nữa. Đại gia đình của quần thế thú hoang dã đang gặp gỡ nhau rồi. Bây giờ quan trọng là hệ sinh thái nè, bầu trời và những cây xanh có hợp, có khớp với nhau hay không nè. Thời gian sắp hết. Thời gian sắp hết. Nhanh lên. Chuẩn bị hết giờ. Nhanh lên. Chỉ còn vài giây ngắn ngủi nữa thôi. 3. Chuẩn bị. Nhanh lên nào. Không còn đẹp đâu ba mẹ, xếp đại đi. Hết giờ. Mời ba mẹ về vị trí. 90 giây quá ngắn ngủi quý vị à. Và rõ ràng là cái hình ảnh dường như là hoàn hảo luôn, rất là đẹp mắt từng vị trí của các ô vuông mảnh ghép. Nhưng mà đáng tiếc quá, hai cái ô này nè, cái ô này với cái ô này nè, nó bị lệch vị trí với nhau nè. Đáng lẽ nó hoán đổi vị trí như nào. Như là cái ô này nó nằm vô đây, và bên đây nó nằm ở đây là đẹp ơi, tiếc quá. Như vậy là với hai vị trí chưa trùng khớp với nhau thì 20 điểm ở vòng này coi như mình tặng quà cho gia đình hàng xóm nữa. Nhưng mà Thiên Kim ơi, con có lời khen nào dành tặng cho ba Phong với mẹ Nguyên không? Ba con cũng làm rất tốt, mẹ con cũng làm rất tốt, chỉ là tại vì con trừ quá dày. Và như vậy chúng ta đã trải qua được thử thách đầu tiên rồi. Và bây giờ sẽ là thử thách thứ hai tại vòng 2. Chúng ta thấy được 3 chiếc ly được ngăn cách bởi 2 tờ giấy. Như vậy ba mẹ cũng sẽ cùng nhau đương đầu với thử thách này. Nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng làm sao trong thời gian ngắn nhất có thể thực hiện nhiệm vụ. Một người rút tờ giấy đầu tiên để cho chiếc ly rơi thẳng xuống dưới, nằm gọn trong cái ly thứ hai. Người còn lại rút tờ giấy cuối cùng, làm sao cả hai cái ly vừa rồi nó rơi thẳng xuống cái ly thứ ba. Nếu trong quá trình thực hiện bị đổ, chúng ta phải quay trở lại hiện trạng ban đầu để thực hiện. Nếu như chúng ta đã chinh phục được hai cái ly này rồi, chúng tôi sẽ xác nhận đó là chốt cái tầng mà chúng ta đã chinh phục được. Và nhiệm vụ còn lại là chinh phục cái tầng cuối cùng thôi. Nhiệm vụ của đội trưởng cũng rất là quan trọng. Các con sẽ thách đấu với nhau khoảng thời gian càng ngắn càng tốt. Đến khi nào bạn nào không đủ tự tin nữa thì nhường quyền thi đấu cho bạn kia nha. Xin mời hai con, thời gian tối đa là 60 giây. Thiên Kim nghĩ là ba mẹ sẽ hoàn thành được trong bao nhiêu giây nè? 59. 60 giây tuột xuống còn 59 giây. Còn con trừ 2. Trừ 2, 59 trừ 2 là còn 57 giây. Con muốn hả, còn lại bao nhiêu giây nè? Giữ đi. Con vẫn giữ nguyên hả? Tại vì cái này khó lắm. Bây giờ con không trả giá, coi như là giành quyền cho Khiết Anh nha. Dạ. Yeah. Vậy là chốt, ba mẹ bé Khiết Anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ chồng ly, đó là 57 giây. Ba mẹ lưu ý rằng chúng ta mỗi người chỉ được một lượt, có nghĩa là rút ra tờ giấy thành công á, nếu như bị đổ thì mình sẽ xay lại để mình rút tiếp nha. Nhưng mà khi người nào đã thành công rồi thì người còn lại sẽ được thực hiện. Chuẩn bị nào, 3, 2, 1, bắt đầu. Chỉ có 57 giây thôi. Mẹ cầm tờ giấy, rút mạnh. Nhanh mẹ ơi, nhanh mẹ ơi, nhanh mẹ ơi. Trời. Trời.
Thấy chưa? Các con thấy chưa? 57 giây hả? Chưa tới 7 giây luôn con à. Trời ơi. Ờ, con thấy sao nè? Bác mẹ giỏi quá. Như vậy chúng ta tìm được đội về nhì ngày hôm nay rồi. Đó chính là gia đình của bé Thiên Kim. Chào mừng quý vị đang đến với phần trao thưởng cho đội về nhì ngày hôm nay. Dành tặng 2 triệu đồng phần thưởng dành cho gia đình bé Thiên Kim. Chúc mừng con. Cảm ơn chú. 2 triệu đồng này là món quà tinh thần nhỏ nhỏ thôi à. Quan trọng hơn hết là sự cố gắng nỗ lực của ba Phong và mẹ Quyên ngày hôm nay. Con có nhận xét như thế nào về phong độ của ba mẹ? Ba mẹ cũng rất tốt. Và ba mẹ có những cảm nhận như thế nào trong ngày hôm nay ạ? À? Hôm nay gia đình tới đây chủ yếu là vui. Dạ. Cho bé trải nghiệm mà mục đích là cũng muốn cho hiểu bé hơn. Cũng như là cho bé hiểu hơn là ba mẹ có phong độ ba mẹ có tới đó thôi. Nhưng mà ba mẹ ngày hôm nay rất là cố gắng mà. Mẹ Quyên thấy sao ạ? Sau chương trình này thấy là bé rất là thận trọng trong suy nghĩ của mình để đưa ra quyết định. Mà bé cũng đã cố gắng lắm rồi. Con á là hoàn thành rất là tuyệt vời. Bên cạnh đó là cũng có sự nhún nhường nữa trong cái chiến thuật của mình. Mà chẳng qua là gia đình bên kia cũng may mắn nhiều con ha. Vậy thì không biết là bây giờ nè, bé Khiết Anh có lời chúc nào dành cho bạn của mình ngày hôm nay không? Vì mình đã là người chiến thắng rồi. Chúc bạn nhiều sức khỏe, chúc bạn ăn giỏi nghe lời ba mẹ. Dạ. Rồi. Như vậy là chúng tôi xin được chúc mừng cho gia đình của bé Khiết Anh bước vào vòng đặc biệt cùng với cả nhà cùng vui. Luật chơi vòng 3, ai hiểu con hơn? Thử thách cuối sẽ có 5 câu hỏi xoay quanh về bé hoặc về gia đình. Trong vòng 90 giây, ba mẹ và bé sẽ cùng trả lời câu hỏi. Thời gian sẽ được tính và dừng lại sau khi cả hai bên đưa ra đáp án của mình. Mỗi đáp án trùng khớp tương ứng với 1 hộp quà may mắn trong tổng số 5 hộp quà với số tiền thưởng ngẫu nhiên 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu và 5 triệu đồng. Số tiền thưởng mà gia đình nhận được chính là tổng số tiền từ hộp quà may mắn mang lại. Xin chào mừng quý vị đang đến với vòng cuối, vòng đặc biệt dành cho gia đình đã chiếm rất nhiều ưu thế, tuyệt đối, rất là ấn tượng. Không biết là ba mẹ có động viên con mình câu gì để tự tin không ạ? Con ơi, cố lên nha. Bố đang lo là bé chưa biết viết. À vậy dạ. Hả? Yên tâm, trò của em xin đen chi. Con biết viết nhưng mà con viết chậm lắm, phải nhờ cô này viết giùm. Trời ơi. Rồi mời con Thảo vào rồi. Vị trí. Và bây giờ hãy sẵn sàng với 90 giây rất là ngắn ngủi để chúng ta vừa lắng nghe câu hỏi vừa trả lời lên bảng trắng. Nên thời gian sẽ tạm dừng khi chúng ta kiểm tra đáp án để đảm bảo sự công bằng cho ba mẹ cũng như là bé. Sẵn sàng nha, khi anh lắng nghe nha. Thời gian bắt đầu. Bé Khiết Anh thích loại bánh ngọt nào nhất? Dạ, đó. Rồi, mà bà này vô. Rồi. Bà này vô ha. À, trời ơi, sao mà trả lời liền luôn, hay quá. Rồi, con xong rồi nha, úp bảng xuống con. Rồi, mẹ xong chưa, mẹ xong chưa? Rồi, úp bảng xuống, thời gian tạm dừng. 3, 2, 1, đưa kết quả. Tê tê. Bánh kem và bánh kem. Yeah. Ủa, sao con thích bánh kem vậy? Bánh kem nó có bở, có bánh bông lan, vừa có kem, vừa có kẹo. Chúc mừng cả nhà mình, một câu trùng khớp. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 2. Thời gian tiếp tục. Mẹ của con thích nhất là loại hoa nào? Hoa nào nào? Rồi. Dạ con đã xong. Dạ rồi. Và thời gian tạm dừng lên. Bây giờ chúng ta sẽ tiết lộ kết quả. Kết quả là, xin mời. Tên tên dạ. Đều là hoa hồng. Dạ quá. Như vậy là chúng ta trùng khớp thêm một câu nữa. Xin chúc mừng. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 3. Đây là câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian tiếp tục. Trong 3 loại áo sau thì ba của con là ba danh thích mặc loại áo nào? A. Áo thun, B. Áo sơ mi và C. Áo vest. Đó, con trả lời A, B hay C. A rồi, là áo thun, xong. B là áo sơ mi, C là áo vest. Rồi. Rồi, xin mời. Lật lại. Rồi, bây giờ nha. 1 2 3 dỡ bảng. Áo thun. Con biết là ba con có thích mặc áo thun. Tại con thấy áo thun dễ chịu hơn. Chính xác. Chúc mừng bé, như vậy là cả nhà mình trùng khớp thêm một câu nữa. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ 4. Con thích được làm gì khi ở cùng với ba mẹ? À, điều gì mà bé Khiết Anh thích được làm cùng với ba mẹ nhất mỗi rồi. Khi gia đình mình được quây quần cùng với nhau nào? Rồi, con đã trả lời xong. Còn ba mẹ thì sao nào? Ba mẹ vẫn đang trả lời. Năm lần này. Đóng bảng xuống, thời gian tạm dừng. 3, 2, 1, đáp án là tên tên
thì đi chơi nói chuyện. Đây là một cái tổ hợp chuỗi nhiều động tác khác nhau. Đi chơi là đi chơi đúng rồi. Chơi là hành động. Còn đây là mình có thể nói chuyện ngồi, nói chuyện cũng được, đứng nói chuyện cũng được, hoặc là nằm nói chuyện cũng được. Nên đây là câu trả lời chưa trùng khớp. Mà nói này nó cũng có tương đương với nhau đó. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 5. Và thời gian chúng ta chỉ còn 15 giây nữa thôi. Cố gắng nghe câu hỏi và trả lời thật là nhanh. Câu hỏi cuối cùng, thời gian tiếp tục. Ba con không thích món ăn nào? Nào, đó. Ba Danh không thích món nào nè. Trời, cái món nào mà ba ăn vô bay bị dị ứng hay là ba ghét, hoặc là ghét ba không thích đó. Đừng có mua, đừng có làm món đó, ba không có thích. Rồi, ghi vô. Rồi, con đã xong. Ba lần bạn lại, thời gian kết thúc. Bây giờ sẽ là phần tiết lộ kết quả cuối cùng. Xin mời. Đó là... Cái câu này là nó hơi khó. Ví dụ như là nói là bố mẹ biết con thích ăn những món gì thì dễ, với con nó ngược lại. Tại vì tụi em muốn kiểm tra xem cái sự quan sát của bé như thế nào, cũng như là sự chia sẻ của ba mẹ nó cụ thể hay không thôi. Thì nó chỉ là một câu này là mà. Cũng hơi khó này dạ. Bé đó rõ ràng là... 5 câu cấp độ phải lưng lên lên chứ nào. Vậy con có giận ba mẹ không? Nhưng mà tại sao trả lời không đúng con? Không. Không vậy. Bình thường. Như vậy là trải qua 5 câu hỏi, chúng ta có được 3 câu trả lời trùng khớp. Tương đương với gì cô già Thảo Nhĩ? Dạ, là tương đương với lại 3 hộp quà. Đã đến phần chọn quà, 3 phần quà trong 5 hộp này. Bây giờ thì theo vai trò của đội trưởng thì đội trưởng chọn ai để lấy quà đầu tiên nào? Con muốn ai? Mẹ. Giờ là chắc mời mẹ chọn hộp quà trước nha. Rồi mẹ hộp nào? Chọn hộp này. Dạ là hộp số 1. Rồi mẹ mở luôn. Mình mở luôn mẹ. 5 triệu đồng. Đội trưởng có khác ta. Đây là cái hộp quà với số tiền là cao nhất là 5 triệu đồng đó con. Rồi bây giờ hộp kế tiếp là con sẽ dành cho ai nữa nè. Rồi ba Danh lấy hộp này. Dạ mời ba nha. Ba Danh lấy hộp này. Ba Danh sẽ lấy hộp số 3. Có tiền. Dạ số 1 1 triệu. Chú tưởng 10 triệu không phải. 1 triệu ha. Con chọn màu hồng. Và bao nhiêu nào? Bao nhiêu? Hộp số 5 là 2 triệu. Như vậy xin được chúc mừng gia đình bé Khiết Anh. Chúng ta được 8 triệu tiền thưởng. Ta-da! Vậy là trải qua 3 vòng thi nha. Rồi gia đình của mình là đạt số điểm tối đa là 70 điểm. Rồi vào vòng trong cũng được 3 hộp quà. Và cũng rất là may mắn với số tiền cũng rất là cao luôn. Đó chính là 8 triệu đồng. Xin chúc mừng gia đình, chúc mừng con nè. Rồi bây giờ hãy con cầm cái bảng 8 triệu như vậy con có thấy nặng không ta? Dạ thưa cô, không có nặng, nhẹ lắm. Nhẹ lắm. Rồi ba mẹ ơi, vậy thì trong suốt quá trình mà theo dõi con mình chơi trong chương trình á, thì không biết là mình có khám phá ra được thêm tính cách của con mình khi mà khác với ở nhà không ạ? Mình cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ có điều là lúc mà thi các vòng á thì thương lượng á thì ba bé cho ba mẹ đi tàu lượng hơi nhiều. Nên căng thẳng lắm. Dạ, còn ba thì như thế nào ạ? Trước khi lên chương trình á, bé rất là hồi hộp. Thì mình hy vọng là sau chương trình này á thì bé sẽ tự tin hơn. Và mình thấy là bé cũng có tiến bộ từ vòng 1, 2, vòng 3, không còn sợ sệt nữa. Ý là đang hồi hộp đó, mà bé đã có sự thể hiện như vậy rồi. Vậy là lúc mà tự tin chắc là con tỏa sáng nhiều lắm nha. Nhưng mà nè, ba mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào con. Thì con có lời hứa nào để cho ba mẹ yên tâm không hả Khiết Anh? Con hứa, mai mốt số tiền này con sẽ nuôi ba mẹ. Trời ơi, cảm động. Chúc mừng gia đình mình. Và mọi người ơi, hãy luôn đến với Cả Nhà Cùng Vui để chúng ta cảm nhận được rất nhiều nét đáng yêu, ngây thơ, dễ thương của các bé. Đặc biệt là sự chia sẻ của các bố và các mẹ để làm sao chúng ta nuôi dạy con trẻ thật là hiệu quả và trưởng thành qua mỗi ngày. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Cả Nhà Cùng Vui, đó chính là 17 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 11:30 trưa của ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chủ đề động vật. Động vật thì dễ quá rồi đúng không? Bây giờ mà có hỏi câu nào ba mẹ mình cũng trả lời được. Bây giờ chỉ còn là đề xuất xem thử là ba hay là mẹ trả lời ở cái câu hỏi này. Bây giờ thì cô mời Vinh trước đi nè. Dạ là con chọn ba. Con chọn ba hả? Tại sao con lại chọn ba? Tại vì ba hay đọc truyện tranh về động vật với con. Ba hay đọc truyện tranh về động vật với con.